Âm nhạc mỹ hảo thuần chính từ thế giới Phật quốc vang vọng đến nhân gian, thiên âm tỏa sáng rực rỡ, gột rửa tạp niệm trong tâm, hy vọng năng lượng thuần tịnh tường hòa của chân thiện nhẫn thông qua âm nhạc đến từ thiên thượng sẽ đưa bạn trở về nơi quê nhà xưa của chốn tâm linh. Bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên mục Thiên âm tịnh nhạc số 57, Lễ Phật từ bi. Tất cả những giai điệu ưu mỹ được người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sáng tác đều thể hiện sự thuần tịnh và tường hòa, có thể mang đến cho mọi người cảm giác mãn nguyện và xúc động trong tâm hồn. Mở đầu chương trình của hôm nay, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Lễ Phật Từ Bi, mỹ diệu, thiêng liêng và hết sức cảm động. Nhạc phẩm tiếp theo miêu tả buổi biểu diễn võ công của võ tướng và vũ đạo cung đình trang nghiêm cao nhã. Các quan văn, nho sinh, võ tướng, cung nữ, sứ thần các nước, vân vân, tề tụ ở khánh lễ hoàng cung trước mặt hoàng đế uy nghiêm, cùng bách tính và chúng sinh ca ngợi uy đức của đại pháp sáng thế cứu độ chúng sinh với nền văn minh 5.000 năm, tự cổ chí kim, bác đại tinh thâm, văn hóa thần truyền, muôn màu muôn vẻ, tu tâm, tu thân và dưỡng đức, nhân tâm hướng thiện, thần châu rộng lớn tràn đầy chính khí. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Thịnh Thế.
lý chân thiện nhẫn được Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền, giúp hơn 100 triệu người tu tâm hướng thiện, đề cao đạo đức. Mỗi người tu luyện đều cảm nhận được sự thù thắng và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức bài hát Hãy để sinh mệnh cảm nhận. Quý thính giả thân mến, các bạn có muốn trên hành trình nhân sinh tràn đầy năng lượng tích cực hay không? Chúng tôi mong rằng mỗi nốt nhạc trong chương trình phát thanh này có thể mang đến cho các bạn ánh sáng và hy vọng. Đến với tiết mục cuối cùng của hôm nay, mời các bạn thưởng thức giai điệu tuyệt mỹ của nhạc phẩm Hy vọng chờ đợi từ lâu. Thank you.
các bạn thính giả đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ thân mến. Hy vọng thiên âm thuần chính mỹ hảo có thể khiến con người tỉnh giấc trong cõi mê trần thế, giải thoát khỏi danh lợi tranh đấu, nỗi khổ mê man, tìm lại ký ức xa xưa thuộc về chính bạn, phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ ngày hôm nay. Thiên âm tịnh nhạc.